thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Đông Lỗ về việc chi trả lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn xã Đông Lỗ, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa về việc chi trả lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Ứng Hòa, nhằm đảm bảo tạo điều kiện để nhân dân trên địa bàn tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi. Ban chỉ đạo đề án 06 xã Đông Lỗ thông báo công dân hưởng lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội hàng tháng đang nhận bằng hình thức tiền mặt chưa có số tài khoản ngân hàng đúng 8 giờ thứ Năm ngày 23 tháng 5 năm 2024 có mặt tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đông Lỗ để được hướng dẫn làm thủ tục chi trả không dùng tiền mặt. Chú ý công dân khi đi mang theo thẻ căn cước công dân, số điện thoại di động để bổ sung thông tin theo đúng quy định. Vậy, Ban chỉ đạo đề án 06 xã Đông Lỗ thông báo tới công dân để biết để thực hiện. Trưởng Ban chỉ đạo đề án 06